Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời sống quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Bởi vì tao nói đời mỗi người có một cái số mà. À, anh Minh. Ủa Mai Hương. Dạ. Em đi đâu đây? À, thì em đi tìm anh. Em đi tìm anh? Ồ, ồ. Bởi vì trời bữa nay âm u ta. Trời bữa nay anh thấy là chuẩn bị có bão hay sao á. Sao tự dưng tìm anh là sao? Anh Minh Trung kêu em tìm anh. Em nói cái gì? Minh Trung tìm anh? Minh Trung tìm anh, tại sao không gọi điện thoại cho anh mà mắc cái gì mà em ra đây? Thì em đâu biết đâu. Để anh gọi điện thoại cho Minh Trung. Anh khỏi gọi. Sao tự dưng không gọi? Không gọi thì giờ anh đi lên chung lên văn phòng. Thì em tìm anh chứ không phải là anh Minh Trung. Em tìm anh hả Mai Hương? Bởi vì tao nói trời hôm nay chuẩn bị có bão là đúng lắm mà. Nhiệt độ chỉ còn 10 độ C, quá lạnh. Sao? Định nhờ giả gì tôi đúng không? Đâu có. Nè, cái mặt là nhờ giả chứ không có bất kỳ cái vấn đề nào mà có thể đi tìm anh Hoàng Minh như vậy được. Nè, nếu mà nhờ giả thì thôi anh đi. Không anh có, đi. Anh Minh. Anh rảnh không? Làm gì? Anh đi cà phê với em không? Cà phê hả? Bây giờ anh phải trở về chung cư làm một số việc. Khoảng 3 tiếng sau đi gọi điện thoại cho. Ăn mặc là phải như vậy nè. Không có được hở hang giống như hôm trước. Mặc cái gì đâu mà hở hết nguyên cái phần vai ra. Vậy anh thích em mặc đồ vậy hả? Đi đó. Tiếng 2 tiếng nữa anh gọi. Vậy nhớ gọi em nha. Cậu. Gì? Con á là con đặt vé máy bay đi Nha Trang rồi đó. Gì vậy? Sinh nhật Lâm Xuân sắp tới rồi. Nó mà con là cháu của cậu, rồi Thiên Thủy sắp là cháu dâu của cậu, làm sao hai đứa cháu có thể bỏ cậu đi trong những lúc mà rối ren mà căng thẳng như vậy? Cậu cần tụi con phụ giúp. Trời ơi, cái lúc cần người ta cái mặt mày thiết tha không? Hôm bữa đó con nói là cho con với Thiên Thủy đi chung xích sen ở ngoài Nha Trang với lại cậu Lâm Xuân luôn đi. Ôi, cậu đuổi con như đuổi tà vậy đó. Cái gì cũng nhờ ông lý sự hết trơn đó. Vậy mấy chuyện quan trọng này nè, cậu nhờ ông lý sự luôn đi, đừng có nhờ con. Sao con là cháu của cậu mà con có thể nói phủ phàng vậy? Thôi, bây giờ nè, cậu xin con lùi vé máy bay lại, lùi qua sau cái sinh nhật của Lâm Xuân rồi đi. Thôi, con đặt vé máy bay hết rồi, với lại con hẹn gia đình Thiên Thủy hết trơn rồi, không có đổi được. Trời ơi, sao mày tàn nhẫn quá vậy? Con vậy á. Ai đó vô đi. Dạ, chào chú. Chứ chào anh. Sao vậy? Chào con, gì mà đi nhúng vậy? Con có thông tin quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng luôn. Con ráng lết qua đây thông báo với chú nè. Con mà cũng có thông tin quan trọng nữa hả? Giờ phút này chú cảm thấy không có cái gì mà có thể quan trọng đối với chú nữa. Cậu để nói. Rồi thì thôi con nói đi, con nói quan trọng sao? Trời ơi, con mới thấy anh Trần Thiên cầm cái bó hoa thiệt là to vậy nè. Với lại một cái hộp quà thiệt là nhỏ tặng cho chị Lâm Xuân. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, cái đó quan trọng quá. Sao mày nói từ từ vậy? Phải gấp quan trọng lên chứ. Đừng có đối. Để chú để nói con. Là chú không quan tâm. Đây. Bây giờ em tập trung trí nhớ nha. Em kể lại cho đúng nha. Rồi, mọi chuyện sao? Bắt đầu sao? Rồi cuối cùng là Lâm Xuân có nhận cái quà đó không? Sao? Thì
không biết là có nhận hay không nữa. Tại vì vậy nè, lúc mà em xuống cầu thang đúng không, em bắt gặp anh Trần Thiên cầm hoa, cầm quà tới tặng cho chị Lâm Xuân. Xong cái em rón rén nhún lên để em nhìn coi chị Lâm Xuân có nhận không. Xong tự nhiên cái em té cái rầm, trời ơi đau quá trời đau luôn. Xong em khóc bù lu bù lơ, nước mắt nhạt nhòa, em không thấy gì được nữa. Trời ơi trời, trời ơi, cái chỗ đó nó cao quá thì bắt ghế đi chứ, mà con đã cao rồi con còn nhướng chi mà để té vậy. Trời ơi, tại sao những lúc như vậy mà con lại con té rồi con khóc. Giờ thì té đi, té thoải mái, té té đùng đùng chú coi coi, té đùng đùng đi. Đừng có rối. Bây giờ nè, em té xong rồi đó thì em có thấy là Lâm Xuân là có nhận cái quà của Trần Thiên không? Thì em té xong em khóc bù lu bù la, em đâu thấy gì đâu. Tới lúc mà em lau được nước mắt, em đứng lên không thấy ai nữa trơn. Trời ơi trời. Ê, em kể giống như giỡn chơi vậy đó. Hình như là thông tin của em nó không có chính xác lắm thì phải. Trời ơi, không, cái này là chính xác 100%. Tại chú ước gì cái tay chú mà dài của chú chưởng con một cái thẳng tay như vậy là Hương. Con thấy chưa chung, cuộc chiến bắt đầu rồi. Vậy mà con nỡ lòng nào con có thể bỏ đi như vậy hả? Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Thôi Chung, đi gặp Lâm Xuân, làm rõ trắng đen, hỏi coi Lâm Xuân có nhận quà không. Ôi, tự nhiên con đi qua con gặp Lâm Xuân rồi hỏi là thằng Thiên tặng quà Lâm Xuân có nhận không. Có bị vô duyên lắm không cậu? Có gì đâu vô duyên, đối diện thẳng luôn. Lâm Xuân có nhận quà của Trần Thiên không? Đó, vậy luôn. Vô duyên lắm. Thôi để để con đi gặp chị Lâm Xuân, con hỏi cho cái này con làm được nè. Sẵn con lấy công con chuộc tội với chú luôn. Thôi Lâm ơi, em ngồi đó đi. Em đi ra đó rồi lát hồi là té nữa, rồi nước mắt nhạt nhòa nữa. Em không làm gì nên tích sự đó. Em đụng vô gì cũng hư bột hư đường đó. Nên không có khóc. Anh không yêu em là tại em khóc hoài đó. Trời ơi, tao đây quà sinh nhật dễ thương luôn vậy đó. Có trái dâu nè, để chị con mở ra con. Dạ thôi, để tối mai con mở luôn đi cô. Thôi mà cô nôn nóng quá, quà của con mà cô nôn quá, con mở đi. Biết đâu cái hộp rỗng á. Trời ơi, không có đâu. Hộp xoàn này bự á, để hộp này là biết hộp bự á. Mở đi. Thôi, để ngày mai nó mới vui cô ơi, nó mới kịch tính. Trời ơi trời, thì có mở hộp quà không mà cũng không chịu mở nữa. Ơ à, mọi người, ủa sao vắng quá vậy? Thôi kệ, hai người là cũng đông rồi. Có tin quan trọng. Tin gì quan trọng? Trần Thiên đồng ý ký đơn ly dị với Lê Na Bích. Nghĩ chưa? À cha, đúng rồi. Vậy là kỳ này ông Lý Sự thua tôi là cái chắc rồi. Hả? Ủa thua cái gì cô? Có cá độ gì hả? Đâu có cá độ gì đâu. Không, cái chuyện này là chuyện của cô. Thôi bây giờ hai đứa cứ ngồi đây đi, để cô đi chuẩn bị món ăn để mà làm sinh nhật cho Lâm Xuân đi nè. Cái gì kỳ trời. Em biết gì chưa, chứ có gì đáng nói cả. Này biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Này biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm vừa. Ok. Ủa có chuyện quan trọng lắm sao? Sao không nói qua điện thoại mà hẹn ra đây làm chi vậy? Thôi biết không, với sự á, có câu nhất nhật bất kiến như tam thu hè. Thôi đi. Một ngày mà không gặp thơ như là ba mùa thu. Nói gì nói đại đi. Hẹn gặp nhau ở một cái nơi lãng mạn gì bộ thơ không thấy thích hả? Thôi, sao bây giờ vô vấn đề luôn đi. Nói sự thật á là lãng mạn là một phần thôi, còn công việc là một phần khác. Cái câu chuyện nó liên quan tới thơ qua nói cho anh nghe đó. À cái thằng Tiên nó ly dị đó phải không? Đúng rồi, cho nên chiều nay bằng mọi bất cứ giá nào phải cản chân nó, đừng để nó đến dự sinh nhật của con Lâm Xuân. Lỡ nói với ông Thịnh có chuyện là bể việc của tôi hết. Nhưng mà sao cản được? Vì vậy cho nên chúng ta cần hai mũi tấn công. Hai mũi tấn công thì thua là cái chắc. Trời ơi, người ta nói là ba mũi chứ không ai nói là hai mũi cả. Trời, làm gì mà rình rập thế ghê vậy trời. Ô duyên gì đâu. Không. Thường ngày nếu mà anh Hậu xuất hiện từ phía sau là bị thẻ vàng. Hai thẻ vàng là một thẻ đỏ trực tiếp đuổi ra sân. Nhưng bữa nay nói chuyện có lý, mời anh ngồi. Và chúng tôi đang cần ở một mũi nữa anh. Chúng tôi đã có hai mũi rồi. Thì ông cứ nói hai mũi của ông đi, rồi tôi sẽ nói mũi của tôi.
Trời ơi, tôi mệt hai ông quá. Cứ mũi mũi người ta đi ngang, người ta hiểu lầm á, người ta đưa hai ông lên công an á. Hi, mất gì đem đưa ra công an? Mũi mũi là mũi kim chích xì ke đó. Trời ơi, đúng là đầu óc của nhà thơ. Nghĩ quá sự thật 8 lần. Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lối sống quá văn mình, có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé cứ ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa, có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok,